Nhiều thì mình cũng được, đó là sử dụng việc của tao là cả âm thanh với tổng khen, hạt cơ luôn đó. Đây em xin giới thiệu bài của tổng thông tin phát triển tổng cơ bản. Chúng ta có tiếng với nó. Mình biết hái rồi đó, tiếng hái hát mấy con ngồi đó, sánh bán. Âm sánh bán là mức cao nhất. Lời của cung là âm chân e, chúng ta đây có tiếng với sau. Chuyện thứ ba chúng ta cũng đang biết sao? Và để chúng mình lên nha, ông nâng cao thì ông như là ông đi cô, đầu tiên phải có thế này, anh hàng cứ hỏi muốn học trên máy cô thì khi có tiếng echo hay tiếng phát chúng ta có thể sao tôi ôi là học sinh in pha điền phụ và đó là tiếng robot là như thế nào và cũng là tiếng bản và cũng là nghe không tôi là học sinh phan phụ. Và chưa thì thứ ba chúng ta có tay như sau. Good.